Akasatta japumatta devanagamattika bunyangno anumodan tu chirang rakkantu sasanang Akasatta japumatta devanagamattika bunyangno anumodan tu chirang rakkantu no garu Akasatta japumatta Deva Naga Mattha Bunyang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Nha Ta Yo Akasatta Chaphum Mattha Deva Naga Mattika Bunyang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Ba Ni No Akasatta Chaphum Mattha Deva Naga Mattika Bụt nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lâm vực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ. An vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu ô sanh. Văn kinh chi cú tâm bằng cách tắc bằng kỳ ri dân mà mơ ca dê na hoa cha. Má na sa tí đa sê su gác cá tăng dê sạc tăng nhi nô ạc. Di về cha sát ta san ni no ca tăng quân nhà pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng định năng quân nhà pha lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua gánh tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm đi về Satta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phạn tu ma ma chê a sa tê phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cuốn trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hội tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng định hậu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng anh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ chắc là ngài cũng chưa trở vào đạo tràng nè quý vị. Dạ quý vị cho mấy ta biết. Dạ, chưa thấy ngài vào. Metta đọc tiếp. Metta xin đọc bài kinh Từ Bi ạ. Karani yamatta kusale na yang tang sang tang ba đăng Afisamek cha sắc khổ ung chù cha su ung chù cha su hoa chù Chạc sa mu đô anati ma ni Sang tu sa cô cha su pha rô chạc bác kích chù cha san la ca vút ti san tình ri yo cha ni ba cô cha ba ga phô cu lê so ananu gích thô nức đăng sa ma cha rê kinh chi dê na huỳnh nhô ba rê u ba wa đầy dụng su khi nô hoa kê mi nô huỳnh tắp bê sạc ta phá hoành tu su khi tắp ta Dê kê chi ba na phu tắc thi ta sa hoa tha. Hoa ra hoa ana hoa xê sa.
đi kha qua về ma anh ta qua mặt chi rạp sa ca anu ca thù la địch tha qua về qua địch tha về cha đù rê qua sanh tí quy đù rê phụ la qua sầm phá quê si qua sắp bê sắp ta phá hoành tu su ki tắc ta na ba rô ba răng đi cúp bê tha nhà ti mình nhầy tha cách tha chi năng cạnh chỉ già rô sa na ba ti kha sanh nhà nành nhà mình nhà sa đúc kha mít chầy gia ma ta gia tha ni văn bụt tăng a du sa e ca bụt ta ma nô rắc khê e quầm vi sắp ma phù tê su ma na sang pha qua về a ri ma năng mát tâm cha sắp ba lô cách mình ma na sang pha qua về a ba ri ma năng ụt thằng a thô cha ti ri dành cha a sâm ba thằng a quê răng a sa bát thằng tịch thằng cha răng ni sinh nô qua sa gia nô qua gia qua tạch sa quy gà ta mít thô ê tăng sa tình a thích thị gia prâm ma mê tăng quy hà răng y ta ma hô đích thình cha anu ba gầm ma si la hoa đạp sa nề na sâm ban nô ca mê su quy này gia ghê thăng nay cha tu gấp pha xây văn bồ đa rê ti ti người hằng mong an tình nên thể hiện pháp lành có khả năng chật phạt ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng lục căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyển niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiện chê nguyện thái bình an là nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng nặng hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc đừng lừa đảo lẫn nhau chờ bất mãn điều gì đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quan tưởng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên giữa dạ quanh mình không hẹp hòi quan trại không giận hờn hoàng thù khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây ai xả ly kiện thụ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn không ai nhiễm dục trần thoạt ly đường sanh tử ý đăng quá ta mê bốn nhân a sa quát ca gia quá hằng hồ tốt xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ mẹ tha xin kính cảm ơn tất cả quý vị ở trong đạo tràng đã cùng với Metta đã đọc kinh Đại Bái Tam Bảo và thọ trì quy giới á. Và bây giờ thì Metta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều hợp chương trình hôm nay ạ. Dạ Nam Mô Sang Kha dạ. Còn thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Đức Thiện Hữu, Thanh Phong, Thanh Phong, Trang Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài pháp cú kinh số 296. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp cú kinh 296. Dạ tha sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Tăng Thầy ạ. Trước tiên cái lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Chào sư Nhật Quỳnh, sư Metta, sư Hồng Nhật, sư Thi Lâm, Huynh Sơn Xuân, đạo hữu Tâm Hạnh, sư Trăng Thư, sư Kim, đạo hữu Kim Lê, sư Duyên, sư Thiện Vũ, sư Kim Nhung, sư Thanh Hoàng, sư Tâm Phương, sư Quân, sư Hà và sư Tờ Man. Hôm nay chúng ta sinh hoạt chúng tôi phục nguồn 296. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawanda Mi Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thakolo Katsasatha Chanadam Mokko Vido Wanda Mahantang Narapu. Thế này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô giá tá sá sáp thu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà ca rù cô sáp bành nhu bút thấp bất đi phù tí sanh nhá tù hoàn đà má hành tầng ná rắc phù. Cha này giá cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, lầm đạt chúng sinh, đề diện Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Phật đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thô chú vết tá sát xa quốc ô xích khà chú ca mô quốc rá thầm mát xích khá cô nìm đà phát sẵn xa đi á na đá rô quốc rô quanh đà má hành tầng ná ra phù. Cha này gia cần Tam Bảo Thinh Vân Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tê giá tê chê nát sách khà mê ê tu quá tha năng tá xà phi à nú khoa về nát xá hát xà dê nát sách chạc tu. Cầu xin Tam Bảo uy đinh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 296. Alo. Chúng ta đưa lên bài học ha. Để quý vị thấy rõ ha. Sapa Bụt Thần Bác Bụt Chẳng Tị Sapa Bụt Thần Bác Bụt Chẳng Tị Sức ba bút thần ba bút chân tê. Quý vị thấy câu đầu tiên chúng ta có hai từ sức ba bút thần ba bút chân tê. Chữ đầu tiên là chữ sức ba bút thần.
chữ xúc bá bút thăng. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ su ở phía trước, rồi thêm một tiếp đầu ngữ nữa tức là ba, và cái chữ bút thăng căn ngữ là bút. Căn ngữ bút này có ý nghĩa là hiểu, giác tỉnh. Hiểu, giác tỉnh. Vậy thì những tiếp đầu ngữ trước nói lên cái gì? Nói lên cái tốt, cái thiện, cái khéo léo. Và nó chỉ cho mạnh cái căn ngữ bút. Nó làm cho chữ bút thân được rõ ràng, được khéo léo, được tốt đẹp, được mạnh mẽ hơn. Super bút thân ở đây nó là một dạng quá khứ phân từ. Super bút thân có nghĩa là luôn luôn khéo tỉnh thức, hoặc là đã được tỉnh thức, đã được giác tỉnh rõ rệt, đã được giác tỉnh rõ rệt, hoặc là luôn luôn khéo tỉnh thức. Cái từ sub ba bút thần. Sub ba bút thần tu là tốt ba. Đó là hai tiếp đầu ngữ ha. Rồi căn ngữ bút, căn ngữ bút có thêm chữ hát nữa, tức là hiểu, giác tỉnh, luôn luôn khéo thức tỉnh, được giác tỉnh rõ rệt. Đó là ý nghĩa của cái chữ sub ba bút thần. Rồi cái từ thứ hai, ba bút chân tí. Ba bút chân tí, chữ ba bút chân tí, tiếp đầu ngữ là ba. Tiếp đầu ngữ này nói lên cái sự rắn chắc, sự mạnh mẽ. Tiếp đầu ngữ ba. Còn chữ bút chân tí đây là một động từ, và căn ngữ bút có nghĩa là thức tỉnh, hiểu biết. Căn ngữ bút này có nghĩa là thức tỉnh, hiểu biết. Vậy thì cái động từ này, động từ đây là một động từ số nhiều ha. Động từ này bao bố chân tí là tỉnh giác. Tỉnh giác. Bao bố chân tí. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Sada go tamasa waka. Hay không? Sada go tamasa waka. Sada go tamasa waka. Câu số này chúng ta cũng có hai từ. Chữ sada là một, gotamasa waka là hai. Chữ sada, cái chữ đầu tiên, nói lên cái ý nghĩa là luôn luôn. Bởi vì chữ sada này là một trang từ ha, luôn luôn, thường xuyên ha. Rồi, gotamasa waka. Gotamasa waka. Ở đây chúng ta thấy hai từ nó dính liền với nhau. Gotama là một, rồi saka là hai ha. Chữ gotama đây là một danh từ nam tính. Akaranta pumlinga. Gotama có nghĩa là đức Gotama. Đức Gotama. Dòng họ của ngài là Gotama. Cái dòng họ Gotama, hoặc là người ta hay gọi là Đức Gotama.
Rồi Sāvaka. Sāvaka đây là một danh từ nam tính. Ākaraṇta pumlinga. Và chữ Sāvaka ở đây nó là chủ cách số nhiều. Bhatthama bahu vachana vipatti Sāvaka biến thành Sāvaka. Sāvaka là đệ tử hoặc là người lắng nghe. Đệ tử hoặc là người lắng nghe. Mà người lắng nghe ở đây được gọi là thinh văn ha. Thinh văn, nghe kinh thính pháp á, gọi là Sāvaka. Sāvaka. Vậy thì Gotama Sāvaka có nghĩa là các đệ tử của Đức Gotama. Các đệ tử của Đức Gotama. Như vậy thì câu 1, câu 2. Suppaputthang vapuccanti saddha Gotama Sāvaka. Suppaputthang vapuccanti saddha Gotama Sāvaka. Tức là các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác. Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4 ha. Ye sang đi qua cha rất tô cha. Ye sang đi qua cha rất tô cha. Câu số 3 chúng ta thấy có 5 từ. Ye sang là 1, đi qua là 2, cha là 3, rất tô là 4, cha là 5. Chữ ye sang do cái đại từ quan hệ nam tính giá. Và chữ giá này được chia theo sở hữu cách số nhiều, tức là chati vi phati bahu vachana. Cho nên đại từ giá biến thành ye sang. Ye sang có nghĩa là của những vị ấy, của những người ấy. Của những vị ấy nhẹ sần. Rồi cái từ thứ hai, đi qua. Đi qua đây là một danh từ trung tính. Ākaraṇta. Ākaraṇta napum sakalinga. Đi qua có nghĩa là ban ngày. Đi qua là ban ngày. Chá là và. Ratto do cái từ Ratta. Ratta nó là một danh từ trung tính. Ākaraṇta napum sakalinga. Chữ Ratta có nghĩa là đêm. Nhưng mà chữ Ratta này chữ Ratta này nó là một trạng từ ha. Ratto biến thành Ratto, nó là một trạng từ. Nó được đứng trong cái dạng chủ cách. Và chữ chá cũng có nghĩa là và. Mình chào cô Tuấn Thị Duyên vừa đến với Pháp hội. Mình chào Sích Chất La Mùa Xuân. Chữ Táp Tô hả? Chữ Ratta chứ không phải chữ Táp Tô.
chữ Ratta, chữ Tattu ở đây không có cái ý nghĩa là Ratta. Tattu thì nó ở đâu nó rớt xuống chứ ở trong này không phải. Ban ngày là đi qua, ban đêm là Ratta. Ban ngày ban đêm không có chữ Tattu. Chữ Ratto thì có chứ không có chữ Tattu ha. Rồi, ban ngày ban đêm. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Nichyam Buddhagata Sati. Nichyam Buddhagata Sati. Nichyam Buddhagata Thagata Sati. Câu cuối cùng chúng ta thấy có ba từ: Nichyam là một, Buddhagata là hai, Sati là ba. Chữ Nichyam đây là một trạng từ ha, thường xuyên một cách liên tục, do cái từ Nichya, nhưng nó đứng làm, nó là một trường hợp trong đối cách số ít. Tức là Duttiya Vipatti Ekavachana, cho nên Nichya biến thành Nichyam. Chữ Nichyam là thường xuyên, liên tục. Rồi, Buddhagata, cái từ thứ hai. Buddhagata do hai từ, tức là Buddha và chữ Gata. Chữ Buddha thì quý vị biết rồi, đó là ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ, đã được giác ngộ. Buddha cũng có nghĩa là hiểu biết, mà Buddha cũng có nghĩa là Đức Phật. Thì đây hiểu biết, giác tỉnh, ám chỉ về Đức Phật ha. Chữ Buddha. Rồi chữ Gata. Chữ Gata do cái từ Gata. Gata nó là một quá khứ phân từ, do căn ngữ gầm cộng với ta. Chữ Gata có nghĩa là đã đi đến. Nhưng mà đây chữ Gata nó được thực hiện trong chú từ số nhiều ha. Tức là Mathama Bahuvachana Vipatti, cho nên chữ Gata biến thành Gata. Bút chữ Gata có nghĩa là đã đi đến, do cái động từ của nó là Gacchati, động từ đi ha. Nhưng mà đây đã đi đến thì nó biến thành chữ Gata. Số ít là Gato, mà số là Gata. Vậy thì Gata có nghĩa là về ân Đức Phật, hay là Đức Phật, hay là bậc giác ngộ. Về ân Đức Phật, về ân Đức bậc giác ngộ. Rồi, cái từ cuối cùng. Alo, xong chưa? Về ăn đức bậc giác ngộ, sa thú đã đi đến. Rồi, chữ cuối cùng, chữ Sati. Sati đây là một danh từ nữ tính ha. Y karanta ithi linh ga. Và chữ Sati này nó đứng trong cái dạng chủ cách số ít. Bạch Tham Ma Ekavachana Vipatti. Sati có nghĩa là có niệm. Có niệm. Như vậy câu số 3 và câu số 4. Đi qua Charato Cha Nichyam Buddhagata Sati. Đi qua Charato Cha Nichyam Chẳng Buddhagata Sati. Ngày và đêm thường xuyên có niệm về ân Đức Phật. Ngày và đêm
thường xuyên có niệm về ân Đức Phật. À, như vậy thì ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng đã được thông qua, và chúng ta có được một ý nghĩa tương đối ổn định. Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày và đêm thường xuyên có niệm về ân Đức Phật. Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày và đêm thường xuyên có niệm về ân Đức Phật. Đó là ý nghĩa của một ngôn 296. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường Phật Đà thường niệm, thường Phật Đà thường niệm. Thường tưởng nhé, thường tưởng niệm Phật Đà. Như vậy thì thấy nó đúng hơn nhé. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Như vậy trong sách này Tam Sao Thất Bổn ha, đọc thấy nó rất quát, nghe nó kỳ kỳ. Như vậy là Sư Nhật Quỳnh đưa lên chuẩn ha: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Rồi, như vậy chính xác ha. Rồi, đóng cái cửa lại anh tí, mấy con gà này nó quậy tới giờ của nó. Thông cảm ha. Sau lúc này coi như đến với đạo tràng khó quá, nghĩa là ba lần nghĩa là lên mạng thì rớt mạng, lên nét thì mất nét. Lần thứ tư này tương đối ổn định, được gặp quý vị cũng là một điều khó khăn quá. Rồi bây giờ tranh thủ ha, đâu phải là hồi nào cũng gặp được đâu. Đức Bồ Đề Đạt Ma mà chạy mà còn mất dép đó, người ta gọi là chạy mất dép đó, hai bằng chân không, còn một chiếc thì máng lên cây gậy mà chạy. Quý vị thấy cái vô rung này, thấy nhiều khi chúng tôi chạy cũng rất buông tay luôn. Nếu có rớt thì quý vị cũng quan hỷ ha. Rồi bây giờ tiếp tục. Babu thằng babu chan tisada go tamasa waka. Sup babu thằng babu chan tisada go tamasa waka. Giờ nghe thấy câu chuyện của Đức Phật Đạt Ma không phải? Bồ Thí Thầm Ma, tức là Bồ Đề Đạt Ma. Mà cái vị này chưa có thành Phật. Chưa thành Phật mà còn là một cái vị, có thể là một vị Bồ Tát. Thôi cái chuyện nó từ từ ha. Rồi bây giờ từ từ đi. Rồi, bây giờ học đó ha, thời gian còn nhiều mà bảo đảm trước sau chúng ta cũng chết mà, đâu có sống hoài đâu. Thôi từ từ đi. Bây giờ chuyện trong huyện là chúng học câu Phật ngôn 296 ha.
Còn chuyện ngồi quỳ ăn là cái chuyện mà linh tinh bên ngoài. Bây giờ chưa nói đến chuyện linh tinh đó, mà nói đến cái chuyện mà xúc Bapu thằng Bapu chan tí sa đà gồ tâm á sa quá cà. À, chị Tâm Phương nó hay quá ha. Hay quá thôi, lên phân tích câu 1, câu 2. Ai biểu khen hay chi vậy? À, mời chị Tâm Phương câu 1, câu 2, trường âm, đoạn âm thế nào đây? Phân tích đúng mới hay chứ, còn phân tích sai là chưa hay nha. Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thầy. Dạ, con kính định lễ Chư Đại Đức Tăng. Dạ, chúng đến định lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Cha con đi đầu mà con chưa chuẩn bị, nhưng mà thôi để con phân tích. Dạ, có gì sai thì nhờ Thầy chỉ giùm con. Sớp bá bút thăng bá bút chẳng tí sa đa a go ta ma sa wa ca. Và chữ sup là chữ trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ put là trường âm nhấn, chữ thăm là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chữ bá là đoạn âm, chữ put là trường âm nhấn, chữ chanh là trường âm thông thường, chữ tí là đường âm thông thường. Dạ, không biết phải đúng không? Còn cái chỗ chân là con đang nghĩ nghi. Dạ, còn câu thứ nhì là chữ chữ xá là đoạn âm, chữ là đoạn âm, chữ gô là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ xa là trường âm thông thường. Trường âm thông thường, chữ chữ qua là chữ đẹp, gọi là chữ chữ qua là đoạn âm, chữ ca là trường âm thông thường. Dạ, cái câu 1 có thì có ba trường âm nhấn là chữ súp là 1, chữ phút là 2 và chữ phúc là ba trường âm nhấn. Trường âm đọc theo dạng nguyên âm là có chữ thăm là 1, còn đoạn âm thì có 2 là chữ ba, chữ ba là đoạn âm. Và còn trường âm thông thường là chữ chắc với chữ tí là có 2 trường âm thông thường. Còn câu thứ hai là chữ xa là đoạn âm, chữ gia là có là một đoạn âm, chữ gia là 2 đoạn âm, chữ ta là 3 đoạn âm, chữ ma là 4 đoạn âm, chữ sa chữ qua và chữ qua là 5 đoạn âm. Dạ, vì thông thường thì có 3 là chữ sa. Oh no, no. Thông thường hình như là thông thường, dạ thường có 3 là chữ go là 1, chữ sa là 2, chữ ca là 3 là trường âm thông thường. Cái câu thứ hai này là chỉ có hai trường âm là chỉ đoạn âm với lại chữ trường âm thông thường thôi. Dạ, không có cái trường âm đặt theo dạng nguyên âm mà cũng không có trường âm nhấn. Dạ, con phân tích như vậy đó nha. Có chi sai thì sư sửa lại giùm con. Cho con lên đầu tẩu á. Alo. À, lên đầu là ưu tiên cho cán bộ á. À, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mà gian nan có bắt đầu nản không? Cái chuyện quan trọng là gian nan có nản không? Hai câu này á, đối với Sĩ Tâm Phương mà kệ thì hay lắm. À, Sĩ Tâm Phương mà kệ hai câu này thì nghe hay. Nhưng mà khi phân tích trường âm, đoạn âm á, thì ví dụ như chữ Bapu Chanh Tí, chữ Chanh Tí mình nói đây là hai trường, hai đoạn âm ấy, hai trường âm thông thường. À, rồi chữ Sát Đa,
Visada cũng nói rằng đây là hai đoạn âm. À, khổ quá, không sao, có sai, mình mới thấy giá trị của cái sai là mình được đúng ha. Hai cái từ mà rõ nét nhất tức là chữ chanh tí và chữ sa đà, hai chỗ này bị bóp nặng. À, nhưng mà đùng một cái mà lên như vậy là thấy lúc này là tiến bộ nghe. Thời gian trước là thấy thế này là bỏ chạy mất tiêu rồi, nhưng mà lúc này thì nhờ có Covid 19 mà quý vị được rảnh rỗi. Dạ, mắt kém, chăm chế. Không sao, đã nói là vạn sự khởi đầu nan mà. Chính vạn sự khởi đầu nan như vậy mà như vậy âm thanh là tốt rồi ha. Âm thanh là số 1 rồi. À, giọng nói là cũng rõ cái hàng nè. Và cái sai thì ai cũng biết nè. Mà nhá, hai câu thì mỗi câu sai một chữ thôi. À, đúng rồi. Tất cả là coi như bốn chữ ha. À, tức là Supaputthang là một, Bhakputchanti là hai, Sanda là ba, Gotamasa Vakka là bốn. Mà bốn chữ hai chữ là được phân nửa rồi. À, rồi không sao, từ từ cháu mới nhờ ha. Rồi có nhiều người khích lệ, bởi cố lên Sika Tâm Phương. Nhưng mà ở trong này coi như ai là người tặng hoa cho Sika Tâm Phương đây? À, Sik Oan nè, Sik Oan tặng hoa ha, mời Sik Oan lên. Câu 1, câu 2. Alo, Sik Oan đâu rồi? Đó là ngưỡng mộ Sik Tâm Phương tặng ba cành hoa rất đẹp, xin mời. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức. Con kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ con xin sám hối ạ, con bị đá văng ra con cũng không biết luôn. Dạ thì con xin đọc và phân tích. Dạ cho con xin bài cô Nhật Quỳnh. Dạ con cảm ơn cô. Xích bá bút thần bát bút hành trí. Sada Gotama Sawaka. Dạ, con xin phân tích là sub trường âm nhấn. Phát là đoạn âm và put là trường âm nhấn và thân là trường âm nhấn luôn. Và phút là đoạn âm và phút là trường âm nhấn. Hành tí là đoạn âm hết. Và xá đa là một xá là đoạn âm, còn đa là trường âm thông thường. Go là trường âm thông thường. Tát là trường âm. Tát là đoạn âm. Mas là đoạn âm. Ma là đoạn âm. Sát là sát là trường âm thông thường. Và qua là trường âm đoạn âm và kha là trường âm thông thường. Dạ con xin hết, xin sư chỉ và
chỉnh cho con, chỉnh sửa cho con. Con xin dâng mít lại cho sư. Dạ, con xin xuống mít. Alo, 123123. Chỉnh sửa thì có người sẵn sàng để chỉnh sửa. Bởi vì tặng hai cánh hoa là biết có vấn đề rồi ha. Tặng hai cánh hoa tức là thấy có vẻ không ổn. Thay vì ba cánh hoa thì quá đẹp ha. Nhưng mà hai cánh hoa là có vấn đề. Mời Sĩ Hà. Mời Sĩ Hà lý do tại sao mà tặng hai cánh hoa ha. Ngồi gần nhau chắc là dễ nhắc nhở nhau hơn ha. Mời Sĩ Hà nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, và con chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô chị Nhung cho biết tín hiệu. Dạ, con không biết con có đúng hay sai, nhưng mà con thấy cái đáp số con nó hơi khác với chị Oanh một chút ạ. Dạ, để con phân tích. Subhabhuthang babhuchanti. Câu đầu thì... Súp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, bút là âm nhấn, chanh là trường âm nhấn và tí là đoạn âm. Thì trong câu 1 thì con thấy có 3 đoạn âm là bá như là tí, 4 trường âm nhấn là súc, với lại bút, với lại chanh, đó là 4 trường âm nhấn. 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là thăng, ngoài ra nó không có trường âm đọc theo thông thường, trường âm thông thường. Câu số 2 là Sada Gotama Sawakka. Sada Gotama Sawakka. Thì con thấy đây có xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, go là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Câu số 2 con thấy có 4 đoạn âm là sa, tá, má. Đi quá, 4 trường âm thông thường là đa, go, sa và ca. Không có trường âm nhấn mà cũng không có trường âm thông thường. Dạ, con xin giao mic lại cho ngài sứ cho con. Sa-tu, Sikha. Sĩ Quán là cái như tặng hoa này ha. Sĩ Tâm Phương Sa-tu, tức là thấy rằng Sikha rất là chuẩn, phân tích rất là rõ ràng. Câu 1, câu 2 chính xác. Như vậy thì ôn lại ha. Nhất là Sĩ Ca Oanh với là Sĩ Tâm Phương chú ý ha. Là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu này không có trường âm thông thường mà chỉ có trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ thân, trường âm nhấn có chữ xúc, chữ bút và chữ sanh. Bốn trường âm nhấn ha. Bốn trường âm nhấn, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn lại là ba đoạn âm. Câu số 2, Sada Gotama Sawakka.
Chữ xa là đoạn âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ vô là trường âm thông thường, chữ tam á là đoạn âm, chữ xa là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm và chữ ca là trường âm thông thường. Câu số 2, không có trường âm nhấn, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà chỉ có trường âm thông thường, đó là chữ đa, chữ vô, chữ xa và chữ ca, còn lại là bốn đoạn âm. Sư Khà phân tích rất là chính xác. Sa thú, sa thú, sa mà chỉ có mình Sư Ca Kim Nhung nè, rồi Sư Quang nè, rồi Sư Tâm Phương, sa thú Sư Nhật Quỳnh Tạng Hoa ha. Cái gì Thanh Hoàng cố lên, Thanh Hoàng Thanh Hoàng cố lên hả? Cố lên thì được nha, cho nên là cố quá thì không lên. Rồi bây giờ như vậy thì câu số 1, câu số 2 có ai thắc mắc nữa? Có ai thắc mắc câu 1, câu 2 không? Tại sao là Chí Nhật Quỳnh đưa bàn tay? Xin mời. Dạ, cho con hỏi tại sao lúc nãy ngài giảng cái căn ngữ bút đó, thì con thấy ở trong cái văn bản nó bút thì nó có một chữ chữ đề mà ngài nói phải thêm một chữ h nữa mới nó mới là căn ngữ bút. Ngài giải thích giùm cho con tại sao mình phải thêm chữ h ở đó nữa. Nam mô Bụt Thầy, dạ, con kính dâng bút đến ngài, cảm ơn thiện hữu. Dạ, bởi vậy con thấy, con nghĩ rằng có một chữ đề là đủ rồi, tại sao phải thêm chữ h nữa mà, ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng nha Nhật Quỳnh được tín hiệu. Dạ, con kính dâng bút đến ngài. Alo, 123 123. Chuyện hồi nãy, nhưng mà bây giờ nói lên cái chuyện bây giờ, căn ngữ bút một chữ đê là đủ ha. Nhưng mà rồi á, cái chữ bút tha và nếu mà không có chữ h thì cũng có những chữ bút đa. Chữ bút đa có những cái chữ như vậy thì bây giờ nó sẽ trùng với những cái chữ đó, lẫn lộn với những chữ đó, rồi làm sao mà chúng ta nắm bắt được. Rồi Sư Thanh Hoàng không nghe, còn vị nào nghe được không? Rồi coi về cái trong căn ngữ á thì chữ bút tha thì nó có chữ h, còn nếu mà không có chữ h, căn ngữ của nó thì dễ bị lầm qua những chữ khác, cho nên căn ngữ của bút là phải có chữ h. Nếu mà không có chữ h thì có những cái từ, ví dụ không có chữ h, bút đá nè, bút đi nè, bút đê hoặc là đó, thì bây giờ có chữ h thì chúng ta mới biết đây là cái căn ngữ của chữ giác ngộ. Cho Thanh Hoàng lên phân tích ha. Rồi cái trường hợp với cái Sư Nhật Quỳnh tạm gác qua một bên ha. Sư Thanh Hoàng đưa tay ha. Phân tích câu 3, câu 4 hay là câu 1, câu 2, rồi tùy ý lựa chọn.
Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Con xin đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ. Con kính chào đạo tràng ạ. Con xin đọc ạ. Ye sang di wa rato cha nik chang buddha gata sati. Dạ, ye là trường âm ạ. Sang là trường âm giọng nguyên âm ạ. Đi qua là đi là đoạn âm, qua là trường âm ạ. Rát tô, rát là trường âm nhấn, tô là trường âm và chá là đoạn âm ạ. Ních chăng, ních là trường âm nhấn ạ, chăng là trường âm giọng nguyên âm ạ. Bút tha, bút là trường âm nhấn ạ, tha là đoạn âm ạ. Ga là trường âm ạ, ta là đoạn âm ạ. Sa tí là hai đoạn âm ạ. Dạ con, vậy là trong câu thứ ba là có hai, có một trường âm nhấn là rát ạ, hai trường là dê qua và tô ạ, một trường âm giọng nguyên âm là xăng ạ, và hai đoạn âm là đi và cha. Câu bốn là một trường âm nhấn là, hai trường âm nhấn là nick và bút, một trường âm giọng nguyên âm là trăng ạ, và hai một trường âm thường là ga, ba bốn đoạn âm là đa ta sa tí ạ. Dạ con xin hết ạ, con xin gửi mic cho ngài ạ. Sa thú, sa thú, xích thanh hoàng ha, âm thanh rất là rõ ràng ha. Nhiều cành hoa tặng cho xích thanh hoàng ha, bởi vì xích thanh hoàng dù sao cũng mới, nhưng mà phân tích vậy là tốt lắm rồi. Dê là trường âm ha, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha, rồi cái ho ho tạ khà rồi gì đó nữa là tiếp tục ha. Thì bây giờ trường âm phải cho biết nó là trường âm gì chứ. Dê là trường âm, mà sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm à. Thì chữ đi qua chứ không phải đi qua nha à. Nhưng mà như vậy là chứng tỏ cũng có sự nghiên cứu à, có cái vấn đề coi như theo dõi à, tương đối tiến bộ à. Cái câu này khó chứ không phải dễ ha, nhưng mà phân tích được như vậy là tuyệt vời rồi. Alo, Sư Thiện Vũ, hồi nãy giờ ngồi im ru à. Alo, câu 3, câu 4, Sư Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 3, câu 4 và sau đó con xin phân tích ạ. Dê sang đi và cha, rát tô cha, nít trăng bút. Thagata sati, chê sang đi và cha, các tổ cha đích trang bút thagata sati. Trong câu 3, chê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi là đoạn âm, va là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, là đoạn âm. Trong câu 3 thì có đủ 3 loại trường âm. Sang là trường âm đọc theo giọng, dê là trường âm thông thường và tô là trường âm thông thường, là có 2 trường âm thông thường. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là sang và con xin lỗi, có 3 trường âm đọc thông thường là dê, va, tô, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là sang, một trường âm nhấn là rát, còn lại là 3 đoạn âm đí, chá, chá. Câu 4 có đủ 3 loại trường âm. Nick là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thá, gá là 2 đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xá, tí là 2 đoạn âm. Trong câu 4 có 2 trường âm nhấn là nick và bút. Có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là trang, có một trường âm thông thường, ta.
ta, còn lại là các bản âm thá, gá, xá, tí là bốn bản âm. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Alo, nghe rõ ha? Trong đầu tràng có ai lượm được cái đôi vòng tay của chúng tôi không? Rất đôi vòng tay rồi. Quý vị thấy rằng cái đường truyền nó không được tốt lắm. Nhưng mà âm thanh của Thích Thiền Vũ nghe rất rõ. Khi mà nhìn những cái cành hoa mà tặng cho Thích Thiền Vũ á, thì chúng tôi thấy là Sĩ Hà này, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Thanh Hoàng này tặng một lần ba cành hoa, chứng tỏ là Sĩ Thiền Vũ rất là xuất sắc ha. Xà thủ Sĩ Thiền Vũ. Alo, xin mời Chiếc Lá Mùa Xuân, câu 3, câu 4. Xà thủ thấy rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức và đạo tràng. Con xin đọc câu 3 với câu 4 ạ. Ye sang bigwa charato chanichang puttagatta sati. Ye là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Như vậy câu số 3 thì có dê là một trường âm thông, dê là trường âm thông thường là một, qua là hai, rat là không phải, có hai trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo dòng nguyên âm là có một, đi là đi chá, đi chá chá là ba đoạn âm, rat là trường âm nhấn. Câu 4, nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sát tí là hai đoạn âm. Như vậy câu 4 có hai trường âm nhấn là nít và bút, có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, có một trường âm thông thường là chữ ta, thác gà sát tí là bốn đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3 với câu 4. Dê sang đi hòa cha rát tô cha ni chàng bút thagata sati. Ye sang diwa charato chanichang buddhagata sati. Nhà con xin xuống mic ạ. Sa thủ si chai chiếc lá mùa xuân. Như vậy thì phân tích rất là chính xác, nhưng mà khi gom lại câu 1 ha, khi gom lại thì hơi thiếu một tí, không sao. Đạo tràng rất là du di, bởi vì Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân cũng mới, cho nên là Sĩ Cô Tu Nữ Tề Duyên nè, Sĩ Quan nè, Sĩ Nhật Quỳnh nè, rồi Sĩ Su Khá, Sĩ Hà tặng những cành hoa,
tức là chứng tỏ rằng chất la mùa thường chính xác. Quan hỷ, quan hỷ, như vậy là tiến bộ lắm rồi. Như vậy là chất la mùa thường rất là tiến bộ. Câu 3, câu 4 phân tích như vậy là tuyệt vời ha. Alo, có một người thắc mắc, xin mời Sister The Man. Không biết là một thời gian vắng bóng, bây giờ đến với đạo tràng còn nhớ gì hay không? Alo, Sister Man, câu 3, câu 4 phân tích làm sao đây? Xin mời. Alo, dạ, dạ thưa sư, cho con phân tích câu 3 và câu 4 của câu kinh Pháp Cú số 296. Về sẵn đi và cha rắp tù cha nít chẳng bút tha gá tà sát tí. Chữ dê là trường âm thông thường, chữ sẵn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ đí là đoạn âm, chữ va là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ rách là chấn, tu là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm. Câu 4 thì, dạ như vậy thì cái câu này sẽ có 5 trường âm, trong đó có 2, có 3 trường âm thông thường, 1 trường âm nhấn, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm và ba đoạn âm. Câu 4 chữ nít là nít chăng vút tha ga tà sát tí. Chữ nít là trường âm nhấn, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vút là trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ gá là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và như vậy câu này thì có 4 trường âm, trong đó thì có 2 trường âm nhấn, 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm và 1 trường âm thông thường, và có 4 đoạn âm. Dạ, cho con có sai xin sư sửa lại cho con. Dạ, con cảm ơn sư. Lô 123, 123, nghe rõ không? Man, phân tích như thế nào và thấy cả một đống hoa như thế này. Chị Kim Nhung mà, rồi chị Cao Oanh này, cô tu nữ Tuệ Duyên này, chị Su Kha, rồi thêm là nữa chứ. Wow, cô ba, cô bốn, rồi. Như vậy thì xin mời cô tu nữ Tự Duyên ha. Ba cành hoa của cô tu nữ Tự Duyên nổi quá, vàng khè, trong khi hoa người ta đỏ đỏ, còn cành hoa vàng này nổi bật ha. Như vậy mời cô tu nữ Tự Duyên tổng kết lại câu 3, câu 4. Alo, cô tu nữ Tự Duyên có chiếc máy không? Câu 3, câu 4 xin mời bàn tay cô tu nữ Tự Duyên, còn không thì chụp cô này. Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính tri ân Ngài. Kính lễ với bà với cô tu nữ và thân cha tất cả quý Phật tử. Và con xin phân tích câu Pháp Cú số 296. Chạy ra mất tiêu rồi, Nhật Quỳnh ơi, Nhật Quỳnh bót bài dùm để Yên. Nhật Quỳnh có nghe âm thanh của Tự Yên không ạ? Vì Tự Yên kéo không được
cái bài học. Alo alo, bài học chạy qua mà bây giờ tự nhiên không kéo xuống được, có thể ngài cho bài học con không ạ? Rõ mà không thấy bài học thông thường mà tự nhiên kéo xuống là nó phân tích hết hay là phân tích đoạn số 3 và số 4 hả? Dê sang đi qua cha rắc tô cha ni chăng bút thá gắt ta sát tí. Nãy tự nhiên nghe ngài nói là phân tích hết 4 đoạn mà bây giờ tự nhiên chỉ thấy có đoạn 3 và đoạn số 4. Dê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Đoạn số 3 này có chữ rắc là trường âm nhấn, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê qua tô là ba trường âm thông thường, còn lại chữ đí chá chá là ba đoạn âm. Đoạn số 4, ních chăng bút thá gát ta sá tí. Ních là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thá gát là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sá tí là đoạn âm. Đoạn số 4 có chữ, có hai trường âm nhấn, đó là chữ nít và chữ bút. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó là chữ chăng. Một trường âm thông thường là chữ ta. Bốn đoạn âm đó là chữ thá, gá, xá, tí. Dạ, tự nhiên đã phân xong. Gì đây? Nhật Quỳnh xin lỗi, Nhật Quỳnh không trước máy nên không rõ ngài nói. Dạ, thì bây giờ tự nhiên nãy nghe ngài nói tự nhiên là lên đọc gồm 4 câu, nhưng mà tự nhiên kéo không được cái bài học, cho nên là tự nhiên thấy 2 câu. Rồi bây giờ tới câu 1, câu 2. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Súp ba put thằng ba put chân tí sa đà gô tá ma sa quá ca. Súp là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, put là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là đoạn âm, put là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Đoạn số 1 có 4 trường âm nhấn, đó là chữ súp, put, put, chăn. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 1 chữ thăng. Đoạn âm có 1 chữ đoạn âm có 2 từ, đó là chữ bá và tí. Câu số 2 là sa đà gô tá ma quà sa đà gô tá ma sa quá ca. Sa là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, gô là trường âm thông thường, tá ma là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Đoạn số 2 này chỉ có hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường, đó là chữ đa, gô, sa, ca. 4 trường âm thông thường: đa, gô, sa, ca. Đoạn âm là xá, tá, má, quá.
4 đoạn âm. À, dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh rất nhiều. Dạ, không biết ngài còn trước máy không, tự nhiên con xích rồi. Dạ, con tính hả? Chỉ mất đến ngày ạ. Alo, 123, 123. Chúng ta đến với đạo tràng này học hỏi lẫn nhau ha, chứ không phải nói rằng đến đạo tràng này chúng tôi là người hướng dẫn quý vị học, mà thật sự ra chúng tôi phải học nơi quý vị. Và sự phân tích của cô tu nữ Tự Duyên và học nơi cô Tự Duyên, một chữ buồn ha, một chữ buồn, chữ buồn mà cô tu nữ Tự Duyên chúng tôi nhớ mãi cái câu buồn nào rồi cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào. Đây là một câu mà chúng tôi học được nơi cô tu nữ Tự Duyên. Và hôm nay lên phân tích thì chúng tôi cũng thấy có chữ buồn xuất hiện. Thường thường người ta phân tích từ trên xuống dưới, nhưng mà bây giờ cô tu nữ Tự Duyên là phân tích từ dưới đến trên. Cái buồn này gọi là buồn cười ha. Quý vị thấy có phải không? Ủa? Thấy Sĩ Su Khá cười nè, Sĩ Thanh Hoàng cười nè. Như vậy là trong cái buồn này chúng ta cũng học được một cái buồn ngủ ha, một cái buồn cười ha. Wow, thấy nghe rồi hả? Quý vị còn nghe không? Alo, nghe hả? Rồi, xà tu, xà tu. Nói như vậy không phải là khi dễ của tu nữ Tự Duyên, mà hôm nay âm thanh sự phân tích của cô tu nữ Tự Duyên rất là rõ ràng ha, rất là rõ ràng và chính xác. Thôi thì bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới qua giọng đọc ha. Không sao, không sao, không phải xin Nhật Quỳnh đưa bài, nhưng mà hồi nãy nói rằng cái câu 3, câu 4 kết thúc để rồi chúng ta thể hiện cái giọng đọc của chúng ta khi mà chúng ta coi như đã phân tích xong. Bây giờ đọc lại thì coi có đúng hay không. Chứ hồi nãy cô tu nữ Tự Duyên mà đọc chữ cái gì cái gì Bhutthagatasati, nhưng mà đọc nghe nó bể trường đoạn âm mà đọc kéo dài quá không được tốt. Phải đọc sao trường âm là trường âm, đoạn âm là đoạn âm. Đã phân tích thì bây giờ chúng ta phải rõ ràng. Rồi bây giờ ôn lại. Subhaputham babuchan tisadavo tamasa waka ye sang diwa charato chanicham buddhagata sati. Subhaputham babuchan tisadavo tamasa waka ye sang diwa charato chanicham buddhagata sati. Subhaputham babuchan tisadavo tamasa waka ye sang diwa charato chanicham buddhagata sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Rồi bây giờ xin mời quý vị phân tích chính xác rõ ràng thì chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị cũng tuyệt vời. Ai là người xung phong trước? Ồ, Sukha, xà thủ, xà thủ. Alo. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ, con kính chiên sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con kính lĩnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo Pháp, ân đức chư Tăng. Con kính lĩnh lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con xin chào cái cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử. Con đọc chào. Dạ, con xin đọc câu kinh có cố số 296. Súc ba bút thằng ba bút trần tu sa đà vô ta ma sa quá ta dề sằng đi hòa cha gia tổ cha lê chấn bút ta ta sa tị. Súc ba bút thằng ba bút trần tu sa đà vô
sa ngô tam ma sa wa ca si sang đi hòa cha ta tu cha đức chẳng đức ta ga ta sa ti. Dạ, con sám hối đạo tràng. Supa bút thằng pa bút chẳng tí sa đà gô ta ma sa wa ca si sang đi hòa cha ra tù cha nít chẳng bút tha ra tà sa ti. Súp ba bút thằng ba bút chẳng tí sa đà gô tam ma sa hoa cà dề sẵn đi hòa cha ra tù cha lít chẳng bút tha ra tà sa ti. Đệ tử gô tam ma luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tượng niệm Phật Đà. Đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, con xin xuống bích ạ. Con kính mời cô Hồng Nhung ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Alo, alo ạ. Alo ạ. Dạ, dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô Tu Nữ Tuệ Duyên, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn Thanh Hoàng, Hà và Meta. Chị Meta đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con bài kinh Pháp Cú số 296 ạ. Súp ba bút thằng ba bút chan ti sa đà go ta ma sa wa ca ye sang đi wa cha ra to cha nít chẳng bút tha ga ta sa ti. Súp ba bút thằng chan ti sa go ma sa wa ca ye sang đi wa cha ra to cha nít chẳng bút tha ga ta sa ti. Đệ tử ma luôn luôn giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con đã đọc xong, kính mời chị Meta ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 296 ạ. Sắp bá bút thằng bá bút chành tí sa đà gô tá má sa quá cà dê sằng đi hòa chá rách tồ chá nít chằng bút thá gá hòa gá tà sa tí. Sắp bá bút thằng bá bút chành tí sa đà gô tá má sa quá cà dê sằng đi hòa cha rát tô cha nít chằng bút thá gát tà sa tí. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắp ba bút thằng ba bút chằn tí sa đà Gotama sa quá cà dê sằng đi hòa cha rát tô cha nít chẳng bút thá gá tà sa ti. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng, con có gì sai thì ngài sửa cho con. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thầy và con xin đọc câu Pháp Cú số 200. Dạ, số 296. Đức Bá Bút Thần Bá Bút Chàn Tí Sa Sa Đà Gô Tá Ma Sa Quá Cà
Ye sang đi hòa cha rát tô cha nít chẳng bút tha gá tà xà tí sấp sấp ba bút thằng ba bút chẳng tí sa đà gô ta mạ sa hoa cà về sang đi hòa cha rát tô cha nít chẳng bút tha gá tà xà sa tí. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà, niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói, nhất tâm niệm hồi. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ con kính dạ con kính mời cô Tị Duyên, anh với cô Tị Duyên đàn câu. Dạ. Dạ sa thú Sức Tâm Phương. Dạ con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ con kính ra ngài. Bây giờ con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 296. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Sup bap put thang bap put chan ti sát đà gô tâm át xà hoa cà dê sang đi hòa cha rắc tô chân đích chàng bố tha gắt tà sá tí. Sup bap put thang bap put chan ti sát đà gô tâm mát xa quá cà dê sẵn đi qua cha rắc tô chân đích chẳng bố tha gắt tà sa tí. Sụp ba bút thằng ba bút chàn tí sát đà gô tâm mát xa quá cà dê sẵn đi qua cha rắc tô chân đích chẳng bố tha gắt tà sa tí. Nhìn đọc lại lần nữa. Sup bap put thang bap put chan ti sát đà gô tâm mát. Sup bap put thang bap put chan ti sát đà gô tâm mát xa quá cà dê sang đi qua cha rắc tô chân đi chăng bap put. Dạ, tự nhiên đọc lại lần nữa vì cái cà chớp cái màn hình. Sup bap put thang bap put chan ti sát đà gô tâm mát xa quá cà dê sang đi qua cha rắc tô chân đi chăng bút tha gắt tà sa tí. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và thấy tín hiệu của sức hạ hà hạ gì. Dạ con chức âm thanh. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ mười chư đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng và con xin chấp bài. Sup ba bút thằng ba bút chẳng chi sa đà gô ta ma sa hòa quách cà dê sầm đít hòa cha ra tổ cha nít chẳng bút tha ga tà sa tí. Sup ba bút thằng ba bút chẳng thi sa đà gô ta ma sa hoa cà dê sầm đít hòa cha ra tổ cha nít chẳng bút tha ga tà sa tí.
Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường thường tưởng niệm Phật Đà. Xúc ba bút thằng ba bút chẳng thi xa Gotama xà quá cà về sầm đích quà cha ra tổ cha nít chẳng bút tha ga tà sát tí. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi tâm niệm hoài. À, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Dạ, con xin đọc câu 296. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô post lên giùm con lại. Dạ, con cảm ơn. Sup Baputang Baputang Tisada Gotamasa Waka Ye Sang Diwa Charato Chandichang But Thagata Sati Sati Subbabuddhang Babuddhang Tisadda Gotamasa Wakka Yesang Diwa Charato Janichang Janichang Buddhagata Sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày đêm, thường tưởng niệm Phật Đà, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Subbabuddhang Babuddhang Tisadda Gotamasa Wakka Yesang Diwa Charato Chanichang Buddhagata Sati. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống hết ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ Trị Duyên, Sích Thiện Vũ, chị Metta, Sích Anh Phan, Sích Thà, Sích Kim Nhân cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mến chào Sích Liên Hoa vừa vào đạo tràng. Dạ, và cảm ơn Sích Duyên. Duyên ơi, hôm nay có cầm bích được chưa? Hôm Duyên có thể trả bài được không? Liên Hoa Nhật Quỳnh bớt bài lên nha, để Nhật Quỳnh trả bài trước rồi Liên Hoa thấy bài rồi trả bài sau ha. Dạ con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 296. Sup Babut Thang Babut Chan Chisada Gotamasa Waka Ye Sang Diwa Charato Chanit Chan Buddhaga Kata Sati. Sắp ba bút thằng ba bút chân tí sắc đà gồ tâm ma xà quá ca dễ sang đi qua chát tờ chát nít chẳng bút thá gát tà sát tí. Sắp ba bút thằng ba bút chân tí sắc đà gồ tâm ma xà quá ca dễ sang đi qua chát rát tờ chát nít chẳng bút thá gát tà sát tí. Đệ tử gồ tâm ma luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hai đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Dạ, đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên chú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Dạ, đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có đọc sai, Ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ, Liên Hoa
cảm mất được liền không? Dạ, không biết trong đạo tràng còn ai không? Nãy giờ có một lúc nữa Quỳnh không có ở trước máy, nên nếu vị nào chưa có trả bài thì kính mời bằng tay quý vị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con xin được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ Sư Trí Đức, con kính lễ cô Tự Duyên, và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Tự Duyên cho con biết tín hiệu, cảm ơn Quân Phận, cảm ơn Duyên, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sis Mita, và cảm ơn Sis Thanh Hoàng, cảm ơn Sis Kim Nhung, và cảm ơn Liên Hoa. Cho con biết là âm thanh rõ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 296 ạ. Sup ba bút thằng ba bút chành ti sa đà gồ ta ma sa wa ca e e sang di hòa cha ra tổ cha ni chành bút tha ga ta sa ti sup ba bút thằng ba bút chành ti sa đà gồ ta ma sa wa ca e sang di hòa cha ra tổ cha ni chành bút tha ga ta sa ti sup sup ba bút thằng ba bút Sup ba bút thằng ba bút chành tí sa đà gồ ta ma sa wa ca về sằng đi hòa cha ra tổ cha ni chành bút tha ga ta sa tí. Dạ, con xin đọc bài bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Sup ba bút thằng ba bút chành ti sa đà gồ ta ma sa wa ca về sằng đi hòa cha ra tổ cha ni chành bút tha ga ta sa ti. Là con xin đọc bản chú ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giấc Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm, tinh cần nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, xin Ngài sửa lại dùm con. Thấy bàn tay của Xích Duyên, mời Duyên, Xích Duyên nha. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Tham Gia, Nam Mô Sân Khai, dạ. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, con xin chào. Kính lễ cô Tu Nữ Tế Duyên, cô Tu Nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Yes. Nói hết hơi rồi, tại con mới mổ dậy cho nên còn hơi mệt á. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 296. Sup ba bút thằng ba bút chàn tí sa đá gồ tàm cô ta ma sa wa cha ye sang ti wa cha ra to cha ni chang bút tha ga ta sa ti su pa bút thang pa bút chan ti sa da cô ta ma sa wa cha ye sang ti wa cha ra to cha ni chang bút tha ga ta sa ti su pa bút thằng ba bút chàn tí sa đà gô ta ma sa wa cha ye sang di wa cha ra tổ cha ni chàng bút tha ga ta sa tí. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con cảm ơn cô Meta. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung. Con cảm ơn đạo tràng, con có sai xin sửa.
Con có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh thấy đưa bàn tay mà không cầm mic. Dạ, cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Minh Phan có nghe được không, Minh Phan? Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Trâm Phương. À, nghe được, theo thấy đưa bàn tay mà không cầm mic. Dạ, có cầm mic không? Hay là đưa bàn tay lầm? Dạ, cầm mic thì Nhật Quỳnh dạ, kính mời cầm mic. Dạ, còn nếu không cầm mic thì mời Liên Hoa. Dạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, xin cô Nhật Quỳnh bót bài giùm con, dạ con cảm ơn ạ. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 296. Sắp bát bút thằng, bát chút hằng tí, xá đà vô tà má, vô tá má, xà. Quá cà, xà quá cà, dê sầm, đít quá, đít quà, chá, rá trồ, chá, nít trầm, bút, thá gá, bút, thá gá, tà, xá tí, sắp bá bút thần, bá bút hành trí, xà, xá đá, xá đà, gồ tá má, xà quá khà, dê sành, đi hòa chá, rát tổ, chá nít cầm, bút thá gá tà, xá tí, đệ tử gồ tá má, luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Sức bá bút thần, bá bút hành trí, xà xá đà vô ta má, xà quá trà, dết dê sầm đi ý hòa, chá rồ rát tồ, chá nít chân, bút thá gá tà, xá tí. Xíp bá bút thần, bá bút hành tí, xá đà, gồ tá má, xá quá khà, yes, yết sầm đi hòa chá rát tổ chá đi cầm bút thà rát tà xá tí đệ tử đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn chăm chuyên chú niệm tinh cần nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài hòa thượng với đức dịch. Dạ con xin hết, con xin sửa giùm con đọc quá tải. Dạ con xin hết, xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư phụ Chí Đức, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin được đọc câu kinh Pháp Cú 296 ạ. Suppabut thằng Pabut chan tisada gotamasa waka ye sang diva charato chanit chẳng bút tha gá tà sa tị sa pa bút thằng ba bút chẳng tê sa đà gô ta ma sa quá cà dê sang đi và cha rát tô cha nít chẳng bút tha gá tà sa tị sa pa bút thằng ba bút chẳng tê sa đà gô ta ma sa quá cà dê sang đi và cha rát tô cha nít chẳng bút tha gá tà sa tị. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà,
bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sapaputthang babuchan tisada gotamasa waka yesang diva charato chanichang buddhagata sati. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chuyên chăm chuyên chú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất. Xong rồi con thấy tín hiệu của ngài mà con không nghe được âm thanh. Rồi quý vị quan hệ chờ trong giây lát nha. Ngài lại rơi rung rồi, ngài không nghe, không cầm mic được rồi. Dạ sa thú, sa thú. Cảm ơn Liên Hoa rất là nhiều. Dạ con thấy ngài đã trở lại đạo tràng. Ngài có nghe được âm thanh của con, ngài cho con một tín hiệu để con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà giá. Dạ ngài Trí Đức có nghe âm thanh của con chưa bạch ngài? Này, chạy ra chạy vào giống hồi nãy nữa rồi chị Meta ơi. Nam mô Bích Thà gia. Dạ ngài có nghe được âm thanh con chưa bạch ngài? Dạ thầy Liên Ba xuống mít rồi. Dạ nam mô Bích Thà gia. Dạ con không biết ngài Trí Đức có nghe được âm thanh con chưa, cho con xin một tín hiệu à. Dạ cảm ơn Huỳnh Phan. Dạ, ngài chạy ra chạy vào mà ngài không có nghe được. Ủa Liên Hoa sao chạy ra nữa rồi? Dạ. Liên Hoa nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn Thành Hoàng. Rồi, con thấy tín hiệu ngài rồi, con kính dâng mic đến ngài ạ. À. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Hôm nay đường truyền hơi khó khăn. Ở nhà trong room thì cái người mà chạy vô chạy ra nhiều nhất á, phải nói là Huynh Quang Indy. Huynh này là thấy dùng cái room này để tập thể dục nhiều quá. Rồi sa thú xin quý vị đọc rất là hay. Nhưng mà chiếc Liên Hoa âm thanh rất là tốt, nhưng mà cái giọng đọc thì có những cái chỗ nhấn mạnh quá. Chữ Gotama đây là một trường âm thông thường ha. Tên của bậc đạo sư Gotama, dòng họ Gotama thì chữ Go phải kéo dài ha, chữ Liên Hoa chữ Go đọc nhanh quá. Rồi chữ Đi Hoa ban ngày rắc tô ban đêm, chữ đi qua chứ không phải là đi ha, không phải chữ đi ha. Ê, câu Phật ngôn này tương đối dễ đọc, quý vị vị nào đọc cũng thấy thành công. Nhưng mà bây giờ muốn cho cái giọng đọc của mình á có lực thì quý vị dừng lại nơi câu số 2. Quý vị chú ý ha, dừng lại nơi câu số 2 để cái giọng của mình á được ổn định, có lực. Chứ bây giờ quý vị đọc mà dài quá nó đứt hơi, mà đứt hơi là quãng đi tới đứt bóng luôn ha. Thì bây giờ ví dụ cái câu này quý vị đọc chia ra làm hai. Khi chia ra làm hai thì cái quý vị có thể điều chỉnh về cái hơi của mình ha. Sup babuthan babuchan tisada go tamasa waka ye sang đi hòa cha rát tổ cha lý chẳng bút
Tathagata Sati Nhá ha Sup Babuthang Babuchan Tisada Go Tamasa Vaka Ye Sang Liwa Charato Chanichang Buthagata Sati. Quý vị chia làm hai như vậy. Khi nào quý vị thấy một câu Phật ngôn ha, mà câu số 2 phía sau là trường âm thì nên quan hỷ, bởi vì cái câu đó rất dễ học. Đừng có bao giờ mà chúng ta dừng lại từng câu một. Xuất thần bắp bút sinh tiết, dừng lại chỗ này là thấp. Bởi vì một câu không có ý nghĩa mà hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Cho nên cố ý cố gắng chút ra và đọc một lần hai câu. Mà quý vị đọc tuyệt vời, bởi vì nhiều vị hơi dài, rất là dài, đọc mà một lần nguyên câu luôn. Nhưng mà nếu mà thì cái lực nó sẽ, mà khi chúng ta đọc rồi thì nghĩa là đuối qua cầu ha. Sup babuthang babuchan tisadago tamasa vaka, chậm rãi từ từ, đừng họ khi mà cầm cái micro rồi quý vị sẽ thấy rằng cái mic này có mũ nhiều lắm, cầm vô là dính liền à. Mà khi mà cầm cái mic mà chắc xong rồi thì không có ai giật đâu. Cho nên cái từ từ đi, chậm rãi, bảo đảm rằng giọng đọc của quý vị có lực và chính bản thân của mình cảm thấy hoan hỷ. Khi mình đọc mình hoan hỷ, mình biết đúng sai thì người xung quanh của mình họ nghe họ cũng hoan hỷ. Còn bây giờ chúng ta đọc sai sai đúng gì đọc bừa như vậy thì cái đó không nè. Bây giờ ôn lại trong hai cách đọc ha. Sup babuthang babuchan tisada gu tamasa waka ye sang liwa charato chanichang buddhagata sati. Sup babuthang babuchan tisada gu tamasa waka ye sang liwa charato chanichang buddhagata sati. Rồi bây giờ một cái cách đọc khác, quý vị cũng cần phải tham khảo để rồi khi đến với hội chúng nào thì chúng ta cũng tùy thuận tại hội chúng đó. Đó là dụng kệ. Sup babuthang babuchanti sadavota masawaka ye sang diwa charanto chane jambutha gata sati. Sum babuthang babuchanti sadavutang masawaka ye sang diwa charato janin jambutang gata sati. Thêm lần nữa ha. Sum babuthang babuchanti sadavutang masawaka ye sang đi qua cha ra tu cha nên chẳng vô tháng gà ta xa tì. Đệ tử Vô Tâm Mắt luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Trong gồm có những người vị Sĩ Kim là người coi như có dùng kệ, quý vị nghe Sĩ Kim coi như kệ tuyệt vời lắm. Con xin kính chào Sư Tí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc trả bài kinh và kệ luôn sư. Nay còn chống kỹ quá à. Xong thôi. Nhưng mà thôi, có làm còn đỡ hơn, không có làm. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Thôi để trả bài rồi, cho rồi đi. Tại không còn nhiều thời giờ nữa. Cà kê dê ngỗng bị sư vũa nữa. Mỏ nhọn nữa. Dạ. Con xin đọc kinh và kệ kinh kinh Pháp Cú câu 296.
Súp ba bút thằng, pa bút chằng, tí sa đà gồ, tá ma sa, quá khà, dê sằng, đi hòa, cha rắc tồ, cha nít chằng, bút tha gá tà, sa tí. Súp ba bút thằng, pa bút chằng, tí sa đà gồ, tá ma sa, quá khà, dê sằng, đi hòa, cha rắc tồ, cha nít chằng, bút tha gá tà, sa tí. Súp ba bút thằng, pa bút chằng, tí sa đà gồ, tá ma sa, quá khà, về sằng đi hòa cha rắc tồ cha nít chằng bút tha gá tà sát tí. Hình như chú bút thân này gặp làm sao hôm nay con đi về con mệt quá à. Thôi đọc một lần nữa đi cho sư khỏi la. Súp ba bút thần pa bút chằng tí sa đà gồ ta ma sa quá khà về sằng đi hòa cha rắc tồ cha nít chằng bút tha gá tà sát tí. Súp ba bút thần pa bút chằng tí sa đà gô ta ma sa wa kha về sang đi hòa cha đắc tô cha nít chăng bút tha ga ta sa tì. Không biết khi mà đọc kệ sư cái bãi chữ đầu có dài ra để chấm dứt giống như đọc kinh chỉnh chư thiên sư, mà con thấy sư đâu kéo dài đâu, mở nhọn nó sư la nó thôi đọc giống như sư đọc đi cho xong chuyện thôi. Con đọc thêm lần nữa, hai lần nữa đi cho xong chuyện. Súp Sụp ba bụng thăng, pa bụng chăng tê, sa đa gô ta ma sa wa kha, dê sang đi hoa, cha rắc tô cha, nít chăng bụng tha, ca ta sa tê. Sụp ba bụng thăng, pa bụng chăng tê, sa đa gô ta ma sa wa kha, dê sang đi hoa, cha rắc tô cha, nít chăng bụng tha, ca ta sa tê. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư nói kệ sao cũng được. Xong rồi, xong thấy sư cho bông qua vậy chơi nghĩ sư. Ha, trời ơi, thôi. Chém chết đi thôi. Công đọc mệt giấc luôn, không cho cái bông nào hết. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông. Xin mời quý vị khác ha. Dạ, kính cảm ơn chị Kim. Dạ. Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa. Dạ, Thượng Tọa năm 81 tuổi mà kệ quá sức là hay. Thành ra là các vị mà còn trẻ thì phải nên, còn thầy phải tranh thủ để mà học đi. Dạ, từ bây giờ con cũng là mất thời gian. Con xin kệ cái phúc cú số 296. Pa bu thăng pa bu chăng ti sa da gu ta ma sa quang căn về sang đi qua cha rắn tu chăng ni chăng bu thăng ga ta sa ti. Sơ ba bu thăng ba bu chăng ti sa đa gô ta ma sa quang căn về sân đi qua cha rắn tu cha ni chăng bút tha ga ta sa ti. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Và đó là bổn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm, tinh cần nằm ngồi ăn nói, nhất tâm niệm hồi. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Con xin kể thêm lần nữa. Sơ ba bồ thân ba bồ chánh ti sa đa Gotama sa quang cam về sẵn ý quan cha rạn tô cha ni chăng tăng cả tả sa ti. Dạ, con đã đọc xong ba lần rồi, giờ mời Hà 0420 xin nhận biết lại cho Hà nghe, với lại mời tất cả các Phật tử lên tiếp tục đọc để đọc cho nó quang. Dạ, cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, các cô tu nữ và đạo tràng. Con xin kệ. Súp ba bút thăng ba bút chăng ti
Sa Đa Gô Ta Ma Sa Wa Ca Ye Sam Đức Qua Cha Ra Tô Chan Ni Chăng Bút Tha Ga Ta Sa Tu. Dạ con xin nhường mic cho vị kế ạ. Dạ alo ạ. Dạ cảm ơn thiền vững ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng, kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin kệ câu pháp cú 296. Sụp ba bu thăng ba bu chan ti sa đa go ta ma sa wa ca ye sang di wa cha ra to cha nik chang bu tha ga ta sa ti. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sụp ba bút thăng, ba bút chan ti, sa đa vô ta, ma sa wa ca, dê sang đi wa, cha ra tô cha, nít chăng bút tha, gà ta sa ti. Đệ tử Đức Gotama, ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm, tinh cần nằm ngồi ăn nói, nhất tâm niệm hoài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Kính mời vị kế tiếp. Em cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Kim Nhung Thiện Vũ Liên Hoa cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ không thấy bàn tay vị nào nên Nhật Quỳnh xin được kệ ạ. À. Dạ cảm ơn chị Hà. Dạ con được xin phép được kệ bài pháp của kinh số 296. Dạ cảm ơn Minh Hoàng, cảm ơn Thanh Hoàng. Thanh Hoàng. Dạ. Sa ba bút thăng sa bút chan ti sa đa go ta ma sa wa ca về sẵn đi qua cha rạch tô cha nhịt chan bút tha gà ta sa ti. Sa ba bút thăng ba bút chan ti sa đa go ta ma sa wa ca về sẵn đi qua cha ra tô cha nhịt chan bút tha gà ta sa ti. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Dạ đây là bản kiện ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sụp ba bút thăng ba bút chan ti sa đa go ta ma sa wa ca về sang đi qua cha rạch tô cha nhịt chan bút tha gà ta sa ti. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên chú niệm tinh cần nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Và đây là bản hộ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú lành thai. Kính mời bàn tay cô tu nữ Tị Duyên ạ. Dạ sa thú sa thú. Kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Thời gian còn có ít cho nên Tự Duyên đảnh lễ tóm tắt chư tôn đức tăng. Và bây giờ Tự Duyên xin kệ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Sập ba bút thăng ba bút chan ti sa đa go ta ma sa wa ga ye sang bi wa cha rat to cha nit chang bút tha ga ta sa ti.
đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Là hộ thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Là hộ thân này của Hòa Thượng Giới Đức. Và tự nhiên xin xuống mít. Và bây giờ không biết là còn vị nào kể nữa hay không, chỉ còn vài phút nữa thôi, cho nên thời gian này mình đảnh lễ tóm tắt. Tự nhiên xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú 296 ạ. Sabbabuddhaṃ babuccanti sadagotama sāvaka yesaṃ divā caratto ca nicchaṃ buddhā gatā sati. Sabbabuddhaṃ babuccanti sadagotama sāvaka yesaṃ divā caratto ca nicchaṃ buddhā gatā sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên chú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ, con xin xuống mít ạ. Sa thủ sa thủ hòa câu Phật ngôn 296. Quý vị thấy dòng kinh và dòng kệ khác nhau ha. Dòng kinh thì các bạn nghiêm túc, sai đâu sửa đó. Nhưng mà dòng kệ thì vô tư. Đã gọi là kệ thì sao cũng được hết. Quý vị thấy hay là được rồi. Không cần theo một cái âm điệu nào cả. Mà biết sao? Khi cái dòng kinh của chúng ta chuẩn rồi á, chúng ta muốn an trú trong câu Phật ngôn này thì qua cái giọng kệ chúng ta ngâm nga, chúng ta ngâm nga trầm bổng, cũng giống như bà Visakha khi mà bà làm cái chùa mà Đông Phương xong rồi á, khi khánh thành á thì bà đi quanh cái chùa Đông Phương của bà, rồi cái bà kệ, những cái bài kệ mà cái như tự bà đi ngâm nga, nghe là tán dương ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Thì trong câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề gì? Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Chúng ta tưởng niệm Phật Đà, tưởng niệm như thế nào? Với những cái giây phút ngắn ngủi, chúng tôi xin nói lên chín cái ân đức của Phật Buddha Guna. Chín ân đức hay là cũng có thể gọi là chín cái hồng danh của Đức Phật. Có nơi thì 10 hồng danh, nhưng mà nó gom lại thì chỉ có 9 hồng danh mà thôi. Tức là Arahant, ứng cúng, Samma Sambuddho, chánh viên trì, Vicca Charana Sambanno, minh hạnh tốt, thiền thệ Sugato, Lô Cao Quy Đù là thế gian giải, số 6 là Anuttaro Purisadamasa và Thí, vô thượng điều ngự trượng phu. 7 Sattha De Vamanusa Năng là thiên nhân sư. Số 8 Buddho là Đức Phật. Số 9 là Phagawa Đức Thế Tôn. Vậy thì chúng ta hiểu ứng cúng là gì? Arahant, tức là Đức Phật là bậc xứng đáng được trời và người cúng dường. Vì vậy cho nên Ngài đã trọn lành về thân, khẩu và ý. Đó là hồng danh thứ nhất, Arahant, ứng cúng. Hồng danh thứ hai, Samma Sambuddho, chánh viên trì. Đức Phật là bậc tự mình giác ngộ một cách chân chánh, không có ai là thầy của mình. Tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy.
Thứ ba, Vicca Charana Sampanno, tức là minh hạnh túc. Đức Phật có đầy đủ bát minh và ngũ thập ngũ hạnh, tức là ba cái minh, rồi tám cái giác, 15 cái hạnh, và là minh hạnh túc. Rồi thứ tư là Sugato, thiện thể. Đức Phật, Ngài có cái hành trình tốt đẹp, Ngài đã đi đến mục đích của sự giải thoát, Ngài chu toàn về Phật sự, Ngài đã để lại một cái tấm gương sáng cho đời. Thứ năm là Thế Gian Giải, Lô Kavidu. Ngài là bậc thông suốt cả thế gian. Đức Phật hiểu thấu sự vận hành của các pháp hữu vi, hiểu thấu căn cơ của chúng sanh, hiểu rõ con đường đưa đến luân hồi và giải thoát. Số 6, Vô Thượng Điều Ngự Trường Phu, Anuttaro Purisadam Massarathi. Đức Phật là bậc đánh xe cao quý, khéo điều phục chúng sanh. Ví như người sa phu thuần hóa voi, bò, ngựa, dù là có con dễ thuần, có con khó thuần. Số 7 là Thiên Nhân Sư, Sattha Deva Manusa Nang. Đức Phật là bậc thầy chư thiên và nhân loại, thiên nhân chi đạo sư. Số 8, Buddho. Buddho có nghĩa là Đức Phật là bậc đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ vô minh, đã giác ngộ về bốn chân lý, bốn sự thật. Số 9, Phagawa, tức là Thế Tôn. Đức Phật là bậc có đủ các sự may mắn, thoát khỏi mọi hiểm họa, cũng có nghĩa là bậc hữu phần, bậc chia phần. Về ân Đức Phật, có chỗ nói đến mời là vì hồng danh Vô Thượng Điều Ngự Trường Phu, Anuttaro và Purisattham Massarathi được kể thành hai, tức là Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trường Phu. Vậy thì niềm tưởng về những hồng danh này là do các vị chư thiên xương tạo, chứ không phải chính Đức Phật tự nhận mình là A-ra-hăng, mình là Samma Sambuddho, mà chính các vị thiên chủ khi mà dưới cội cây bồ đề được các vị chư thiên, các vị thiên chủ đó xưng tặng đến với Ngài với những hồng danh như vậy. Câu Phật ngôn 296, 297, 298, 299, 300, 301, cùng một duyên sự. Cho nên đến câu Phật ngôn nào thì chúng ta hiểu biết một cách vô động như vậy đi. Rồi khi nào mà học hết tới 301 thì chúng ta sẽ nghe cái duyên sự một cách rõ ràng hơn ha. Thôi thì thời gian cũng đã kết thúc rồi. Quý vị hoan hỷ, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa, nhất là khi hữu sự, sự lo sợ, sự sợ hãi phát sanh lên thì chúng ta hãy tưởng nhớ đến hồng danh của Đức Phật, tưởng nhớ đến ân đức của Đức Phật, và chúng ta an trú trong những cái hồng danh của Đức Phật. Ví dụ như trong 10 hồng danh này thì cái hồng danh mà dễ niệm nhất á, thì quý vị thấy có hai từ đó. A-ra-hăng là ba ha, Samma Sambuddho cũng nhiều quá ha. Thì một trong 9 hồng danh có cái hồng danh gọi là Buddho, Đức Phật. Buddho một tiếng tăng bài, trong khi lầm lạc niệm sai là thường. Thì chính cái từ Buddho này dễ cho chúng ta an trú, dễ cho chúng ta phải nhờ trụ tâm lại. Đọc nhiều quá nó phóng tâm, nhưng mà chỉ có hai từ Hikvo Bút Thở Ra Thô, hoặc là Hikvo Bút Thô Thở Ra Bút Thô. Thì như vậy tâm của chúng ta nó trụ lại rất là dễ. Khi mà trụ tâm rồi thì sự an vui sẽ đến với chúng ta. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai độc cô riêng, chư tòa giác độc giác và thinh văn tín chúng
Bồ Đề đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chó quát chê nạ số tử vố hô tụ sập bạc đà. Do lời chân thật này, kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhé. Buổi sinh hoạt đến đây xin được dừng lại. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt. Alo. Xin phép đọc được kinh Đa Tuân Sutta. Ya ni thabbu ta ni sanagata ni bhumma ni vaja ni vanta likhe Deva Puta Sumana Pavanto Thobisaka Tisunan Tupasitan Tahi Puta Nisaneta Sape Metan Karo Thama Nusiya Bacha Yadi Vacharato Chaharanti Ye Paling Tasmahine Rakhata Tamata Yankin Chimitan Itava Hudang Vasake Suvaya Yang dan wanita menyusun mengat.